Vào đi em ơi, vào đi. Đây đây. Đi đẩy ra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear baby. Kêu happy birthday to you. À, bất ngờ quá. Gửi anh chị Hoài Phương và Việt Hương thân mến, chúng em rất vui vì anh chị đã chọn Hội An trên hành trình trở về nhà. Chúng em hy vọng sẽ có trải nghiệm thoải mái tại khách sạn Hội An. Gian khó vẫn đi cùng nhau, yêu quý và mến mộ anh chị tập thể nhân viên. Trời ơi, cảm ơn. Rất là bất ngờ. Thôi về tới đây tháo khẩu trang được rồi hả? Ghê quá. Còn cầm trên tay là hai cái vé số xe phòng để được đi vô ở. Vừa xuống máy bay xong nhận được phòng và rất là bất ngờ khi là có bánh, có hình nữa, trời ơi, có hoa nữa. Mọi người chuẩn bị quá trời chú đáo luôn. Cảm ơn khách sạn và cảm ơn anh hả? Anh có không? Anh đã gọi cho khách sạn trước. Wow, quá trời hình luôn. Trời ơi, cảm ơn. Ủa, trời, ngoài đây cũng có hình nữa. Trời ơi, xúc động quá à. Ủa, thấy tương ở đây cũng có hình nữa nè. Và điều đặc biệt là nãy đi lên đây có cái anh kia, ảnh cho cái bịch trái cây. Đó, ảnh nói là không có mua được. Ồ, cảm ơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn nhiều. Lát nữa mượn cái hộp quẹt cái bình đốt lên nha. Sinh nhật của Việt Hương đã trễ rồi, nhưng mà khi mà xuống máy bay thì vui quá à. Nói chung là tại ngày 15 mới là lên máy bay rồi cho nên là không có làm được, mà đi mất tính ra là 15, đến hôm nay đến đây là 17, là hai ngày. Nhưng mà biết sao không, tại vì cái ngày 15 á là cũng là đưa mẹ nuôi ra nơi cuối cùng, cho nên là khi mà lên máy bay thì Việt Hương có thấy admin của Việt Hương đề bích đê chị rồi cái bay luôn. Bây giờ xuống này rất là vui, nói thật là có bánh nè, có rượu nè, có hoa là vui, và có ông xã cái bên là vui rồi. Chúc cả nhà sức khỏe nha, quan trọng nhất bây giờ là chúc cả nhà sức khỏe. Rồi, chúc nữa cụng ly nha. Dạ, giờ chúc cảm ơn fan rất là nhiều, cảm ơn fan của Việt Hương rất là nhiều luôn. Đã ủng hộ và yêu thương là nhắn tin, nhưng mà không thể nào mà trả lời hết được, không thể nào mà trả lời từng tin bất đê được trong cái ngày mà mình quá bận rộn luôn, để kịp và cũng rất là mong kịp về để chơi lễ Halloween với con, tại vì nay là năm đầu tiên và đầu tháng là bất đê con, cho nên phải cố gắng làm bằng mọi cách để mà mình giỏi nhất có thể để có mặt tại đây ăn được cái bất đê trễ. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Và cũng theo chia sẻ mới nhất từ nghệ sĩ Việt Hương thì nghệ sĩ Việt Hương có nhắc đến Hồ Văn Cường và cho rằng là Hồ Văn Cường đã lên tiếng hơi muộn, và đối với việc gì cần nói thì sẽ phải nói, và đối với việc làm gì cần rõ ràng thì sẽ phải làm rõ ràng. Và hiện tại thì Hồ Văn Cường năm nay cũng đã 18 tuổi và đã có được chính kiến của cá nhân mình, và nghệ sĩ Việt Hương cũng cho rằng là một người với lăn lộn nhiều năm trong lĩnh vực nghệ thuật, và dù còn rất trẻ tuổi nhưng việc lên tiếng để chia sẻ về quan điểm cá nhân thẳng thắn như vậy cho thấy là Cường có thể là có đủ bản lĩnh để vượt qua sóng gió, và cuộc sống của em mong rằng là sẽ sớm trở lại. Và cũng không có những cái chia sẻ thêm gì về Hồ Văn Cường, bởi vì tất cả chúng ta hiện nay có thể thấy rằng là dư luận đang dồn vào Hồ Văn Cường, và có thể đang thấy là đang dồn ép Hồ Văn Cường vào bước đường cùng, và những việc này thì đang đẩy lên cao trào bởi vì các truyền thông báo chí, cũng đặc biệt như là về cái việc là quản lý của ca sĩ Phi Nhung là quản lý Diễm Phạm, cũng như là đưa những cái thông tin về việc là Hồ Văn Cường đã không lên tiếng trong suốt thời gian qua. Và khi nhận được số tiền đó thì mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã cầm quyển sổ tiết kiệm để lên đính chính. Và chính cái sự việc này thì cũng gây hiểu lầm cho rất nhiều người về việc là liệu quản lý Diễm Phạm có phải là người đứng ra để sắp đặt cho mẹ của Hồ Văn Cường sẽ cầm cái quyển sổ tiết kiệm đó lên livestream để nói, hay là những dòng trạng thái của Hồ Văn Cường được chia sẻ lên trên fanpage chính thức liệu có phải là của Hồ Văn Cường hay không, thì hiện nay thì cũng vẫn đang thắc mắc rất là nhiều. Và nghệ sĩ Việt Hương cũng mong muốn rằng tất cả chúng ta cứ hãy để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, và hãy để sự việc này lắng xuống để Hồ Văn Cường sẽ có thể lên tiếng và đính chính sự việc, cũng như là để em đấy có cơ hội để có thể quay lại với sân khấu, cũng như là hiện tại chúng ta đừng đẩy cái sự việc này đi quá xa, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Hồ Văn Cường. Và những sự việc hiện nay thì chưa chắc đã phải như vậy, nên là những cộng đồng mạng hiện tại chia sẻ những thông tin về Hồ Văn Cường cũng như là quản lý Diễm Phạm thì cũng vẫn chưa có thông tin nào đính chính xác thực. Và việc Hồ Văn Cường có còn ở nhà của ca sĩ Phi Nhung hay không thì việc này thì người nhà cũng
rất là nắm rõ về sự việc này và cũng không muốn thông báo thông tin, bởi vì khi thông báo thông tin lên thì sẽ gây rất nhiều luồng dư luận và sẽ làm ảnh hưởng xấu đến gia đình của ca sĩ Phi Nhung. Và tất cả chúng ta cũng đã biết là hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung đã không còn nữa, thì chúng ta hãy để cho Phi Nhung được yên nghỉ và về với cõi Phật. Và về việc mà Hồ Văn Cường có lên tiếng hơi muộn và áp lực khiến em không đủ sáng suốt và kỹ năng ứng phó, thì đó cũng là nhận định của một tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh Ngọc, là Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước những áp lực từ dư luận cho thấy là Hồ Văn Cường đang mâu thuẫn về tiền bạc giữa em với mẹ nuôi. Và chiều ngày 11 tháng 10 thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung thông báo về liên quan đến Hồ Văn Cường đã được giải quyết. Và phía công ty cũng trao thêm cho khoản tiền là 500 triệu đồng. Và đây là khoản tiền mà trước đây Phi Nhung đã hứa tặng cho Hồ Văn Cường khi mà ra ở riêng. Còn Hồ Văn Cường thì xác nhận trên trang cá nhân là đã nhận tiền cát xê 5 năm qua, nên mọi việc lum xum sẽ chấm dứt ở đây. Và mẹ Nhung đã đi, và con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ Nhung rất nhiều, và con chưa từng phủ nhận công ơn mà mẹ đã bao năm qua nâng đỡ. Và việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, và con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ, và con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, cũng như con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Và đó là những lời chia sẻ của Hồ Văn Cường. Và từ hôm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, Cường chịu rất nhiều áp lực từ dư luận về vấn đề tiền bạc, nhưng em im lặng. Và sự việc đến đỉnh điểm khi cựu người mẫu Trang Trần tìm đến nhà và livestream vào lúc 23 giờ ngày 9 tháng 10 với giọng ca như Trà Khảo và Cương, nhằm mục đích nói rõ hỏi có nhờ ai để đòi tiền cho Hồ Văn Cường hay không. Và cuộc livestream thì cũng kéo dài hơn 18 phút, và Trang Trần cũng đã hỏi là Cường là con có nói với ai là đòi giùm tiền cho con hay không, và từ trước đến giờ có ai nhờ con để đi đòi lại số tiền hay không, và con hãy nhìn thẳng vào màn hình và nói giúp cô. Và không, người ta lại nói là cô đi tìm người nào giả dạng con, lúc đó con mang tội thì mang nghiệp khổ cô lắm. Và con ngẩng lên và con trả lời mọi người đi, vì mọi người rất mong câu trả lời từ phía con. Bởi vì đây là một cái câu hỏi từ Trang Khàn dành cho Hồ Văn Cường, bởi vì Trang Khàn cũng đã rất bức xúc khi mà những sự việc xảy ra và những cái tai tiếng cho ca sĩ Phi Nhung thì rất nhiều, và Hồ Văn Cường lại không đứng ra để minh oan cho mẹ nuôi của mình. Nên là Trang Khàn đã đến tận nhà để hỏi Hồ Văn Cường vào lúc 11 giờ đêm. Và đáp lại những câu trả lời dồn dập từ cựu người mẫu thì Hồ Văn Cường chỉ biết cúi gằm mặt, im lặng. Và mẹ ruột của em ngồi bên ấp úng và bày tỏ mong muốn thôi không bàn tán để Phi Nhung yên nghỉ. Thì chúng ta có thể thấy là sự việc này thì hiện tại đang được rất nhiều người quan tâm, và đặc biệt là đang có những lời không tốt về em Hồ Văn Cường. Và cũng theo tiến sĩ thì về nguyên tắc ứng xử thì việc cần nói là phải nói, và cần làm thì phải làm rõ ràng. Và Hồ Văn Cường năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, đã có những cái ý kiến của cá nhân. Và cũng theo người này nhận định thì Hồ Văn Cường có thể là sẽ có những cái ý kiến trong việc là nhiều năm nay đã lăn lộn trong nghệ thuật, thì có thể sẽ đứng lên để có thể đính chính lại sự việc này. Và dù trong sự việc này thì Cường đã lên tiếng hơi muộn, nhưng nhiều người cho rằng thì chúng ta cũng phải nên thông cảm và hiểu cho Hồ Văn Cường, bởi vì là đối với một người trẻ tuổi và đối mặt trước sự áp lực bất ngờ từ dư luận và sẽ không có lý trí sáng suốt và đủ kỹ năng ứng phó như những người lớn tuổi và đã từng trải sự đời. Và hiện nay thì những dư luận thì liên tục dồn nén lên Hồ Văn Cường, và sóng gió không chỉ xảy ra với Cường mà những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì khi đã nổi tiếng đều phải chịu áp lực, vì nhu cầu thực tế thì dư luận hiện nay đòi hỏi như vậy. Và cũng theo nhiều người nhận định thì sau sự việc này thì Hồ Văn Cường cũng nên xem xét lại bản thân, là trước đây nếu có hành động nào sai sự thật, trái với đạo lý thì Cường nên nhận lỗi và sửa lỗi. Còn cộng đồng dư luận thì không gây thêm áp lực mới cho Hồ Văn Cường, bởi giữa em và đại diện của mẹ nuôi Phi Nhung cũng đã giải quyết xong. Và thời gian tới thì Cường cũng sẽ nên tĩnh tâm, thoát hết mọi trang mạng xã hội. Khi tâm được bình yên và trở lại sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Và hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là Hồ Văn Cường đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, đặc biệt là có nói Hồ Văn Cường là một người ăn cháo đào bát và quên ơn của ca sĩ Phi Nhung, và có thể dồn Hồ Văn Cường vào bước đường cùng. Và rất nhiều những trang truyền thông cũng có thông tin rằng Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung, và có thể những thông tin còn cho rằng Hồ Văn Cường đã qua Mỹ, thì những thông tin đó thì hoàn toàn không có sự thật. Và hiện tại thì Hồ Văn Cường và gia đình thì vẫn ở nhà của nhà mẹ nuôi của mình là ca sĩ Phi Nhung, bởi vì chúng ta cũng đã biết rằng là Hồ Văn Cường cũng như trước đây vẫn luôn yêu thương người mẹ của mình, và ca sĩ Phi Nhung cũng vẫn dành tình cảm cho người con của mình. Và hiện tại thì quản lý cũng như những người con của ca sĩ Phi Nhung cũng không có đuổi Hồ Văn Cường đi ra ngoài. Và việc đi ra ngoài là do quyết định của Hồ Văn Cường, và tất cả chúng ta sẽ tôn trọng những ý kiến của Hồ Văn Cường.
Và hiện nay thì cũng theo nhiều người nói là hãy nên để Hồ Văn Cường được yên. Bởi vì hiện tại thì Hồ Văn Cường đang chịu cái áp lực từ dư luận và sẽ có những cái tai tiếng xấu. Nên là Hồ Văn Cường dù có xuất hiện để minh oan hay chăng nữa thì cũng vẫn sẽ tạo lên một ảnh hưởng rất lớn. Và Cường nên chọn cái im lặng là sẽ rất là đúng. Và mình cũng sẽ thông tin liên tục về Hồ Văn Cường để cho tất cả quý vị khán giả, những người hâm mộ sẽ được biết về thông tin về Hồ Văn Cường. Mà chắc chắn rằng Hồ Văn Cường sẽ im lặng trong một thời gian rất dài để có thể chuẩn bị cho tương lai. Bởi vì tương lai của Hồ Văn Cường thì sẽ còn rất dài